Kính chào các anh chị, chào anh Quang. Tôi xin đại diện cho CMC có một vài trình bày ngắn gọn với cả tất cả các anh chị về những cái giải pháp của CMC cung cấp cho các nhà máy. Ngắn gọn. Là một cái giấy chứng nhận là top 10 trong dịch vụ chuyển đổi số. Chúng tôi có 27 năm kinh nghiệm. Chúng tôi có là top 2. Ok. Top 2 trong các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ và giải pháp phần mềm và tích hợp. Và chúng tôi cũng là cái doanh nghiệp được Frost & Sullivan trao là cái doanh nghiệp về an ninh an toàn và bảo mật hàng đầu của khu vực, cũng như là top 10 ở trong cung cấp dịch vụ cloud ở châu Á Thái Bình Dương. Thì một cái slide mang tính tổng quan một chút thì có thể thấy rằng là 86% các nhà sản xuất đều cho rằng là để tăng lợi thế cạnh tranh ấy, thì trong vòng 5 năm tới thì triển khai các dịch vụ về triển khai các công nghệ về Smart Factory, đấy là động lực chính. Và 83% ấy thì doanh nghiệp sản xuất ấy, thì cho rằng là họ sẽ đầu tư cho Smart Factory. Thì đây là tôi thấy là đây là một cái những con số rất là ấn tượng và kích thích tất cả các anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực về cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho sản xuất ấy, thì sẽ có cái động lực để mà phấn đấu. Thì một slide tiếp theo cũng mang tính vĩ mô một chút. Thì chuyển đổi số ở trong lĩnh vực về sản xuất ấy, thì đối với CMC thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ là cái sự hội tụ của IT và OT. Tôi cũng như là một số những anh chị em ở trong cái khán phòng này ấy, thì xuất phát từ dân IT. Tuy nhiên là tôi nhìn thấy anh Cường và một loạt các anh như anh Trung ở CMN chẳng hạn thì xuất phát chủ yếu là từ OT. Và cái thời buổi hiện tại ấy, thì chúng ta đang có một cái cơ hội rất là lớn, một cái kỷ nguyên vàng để là hội tụ cả IT với OT lại. Và tôi nghĩ là đấy là một trong những cái việc mà nó mà tôi rất thích cái slide của anh Trung và cái concept của CMN ấy, tức là có cái digital twin, là cái sự kết hợp giữa cái virtual entity và một cái virtual identity và một cái physical item. Thì slide này thì tôi muốn nói một chút sâu hơn về cái gọi là vertical integration. Vertical integration thì trong cái các nhà máy thì chúng ta đã bao gọi là khoảng độ 50 năm nay thì chúng ta làm cái phần về horizontal integration rất là tốt. Tức là tất cả tôi đã đến những cái nhà máy, ví dụ nhà máy về sản xuất về về nước giải khát chẳng hạn, thì tôi thấy cái mức độ về tự động hóa của họ là quá là tuyệt vời luôn. Thậm chí là một cái nút chai mà đóng mà không chặt ấy, ở trong một cái dây chuyền mà sản xuất ra có lẽ là hàng nghìn chai một phút mà đóng không chặt, đóng không đủ cái chất lượng ấy cũng đã bị phát hiện ra. Tuy nhiên ấy, họ lại không có cái sự kết nối làm thế nào để mà link được cái những cái thông tin ở trong nhà máy với cả cái hệ thống điều hành, quản lý điều hành sản xuất, với cả những cái hệ thống để phục vụ cho cái khối văn phòng. Và nó có những cái công nghệ để phục vụ cho tích hợp, mà thí dụ như ở trong một cái nhà máy may, tôi đến một cái nhà máy may thì cái việc để người ta lấy được cái thông tin là ở cái dây chuyền này họ đã may được bao nhiêu là cái cổ áo hay là cái thân áo ấy, để tích hợp về cho cái nó gọi là control center, bằng cách là giơ một cái bảng giơ lên ở cái đầu chuyền ấy, và sau đó có một cái cô ngồi ở giữa nhà máy cao hơn các dây chuyền một chút, và sau đó cô sẽ ghi cái số đấy vào trong file Excel, và khi đấy thì văn phòng sẽ biết được rằng là đến giờ này là 10 giờ chẳng hạn là bao nhiêu cái thân áo hoặc là cái cổ áo đã được may và bao nhiêu cái thành phẩm đã được may. Thì cái slide này thì nó nói là đây là một cái bức tranh nó tương đối là tổng quát ấy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là những cái việc là nhu cầu của các nhà máy thì họ sẽ có nhu cầu là tích hợp giữa cái tầng cái khối gọi là cái khối văn phòng, khối quản lý điều hành, để giải đáp cái câu chuyện là chúng ta cần phải sản xuất ra bao nhiêu cái hàng hóa
bao giờ chúng ta phải sản xuất ra những cái đơn hàng đấy, phục vụ cho ai, và chúng ta cần bao nhiêu nguyên vật liệu hoặc là bao nhiêu công nhân để kết nối xuống những cái tầng, là hiện nay là những cái máy móc đấy là nó đang vận hành với cái công suất như thế nào, với cái khả năng hỏng hóc nó xảy ra làm sao, và giúp cho là có thể là cái, những người quản lý điều hành có thể biết được rằng là, và trả lời được cho cái câu hỏi là liệu chúng ta có thể kịp sản xuất mà được ra một cái đơn hàng cho một cái khách hàng, giả sử mà họ đặt chúng ta sản xuất 1.000 cái và giao hàng vào tháng sau hay không. Bên cạnh đấy thì cũng có những cái kết nối của cái doanh nghiệp sản xuất với cả khách hàng của họ, đấy là cái kết nối về gọi là e-commerce, cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp của họ để phục vụ cho để trả lời cho câu hỏi là liệu cái nguyên vật liệu có kịp đưa đến để sản xuất một cái đơn hàng cụ thể hay không, hoặc là chúng ta có cần phải đặt hàng sớm đến như vậy không để giúp tối ưu cho phần tài chính. Ngoài ra thì cũng có thêm cái phần về phục vụ cho gọi là thuật ngữ là predictive, là maintenance, dùng cái dữ liệu của không chỉ của chính cái nhà máy đấy mà của cả những cái nhà máy khác cũng dùng chính cái máy móc đấy để nói cho biết là liệu là một cái máy ở trong cái hệ thống sản xuất đấy nó có khả năng bị xảy ra lỗi hay không ở trong thời gian tới, để giúp cho cái công tác gọi là vận hành liên tục của nhà máy nó tốt hơn. Một số cái slide thì tôi xin phép bỏ qua vì là nó đã có cái thông tin đã trung lập ở một số cái nhà các diễn giả khác. Vậy thì CMC thì chúng tôi đang cung cấp những cái giải pháp gì cho lĩnh vực sản xuất? Thì cái giải pháp chúng tôi thì cái giải pháp đầu tiên mà chúng tôi vì truyền thống chúng tôi đang cung cấp là chúng tôi cung cấp cái giải pháp về ERP, gọi là Enterprise Resource Planning, tức là đến để trả lời cho câu hỏi rằng là gì, là tôi đang phải sản xuất cái gì, bao nhiêu cái, và sản xuất cho ai và khi nào, và chúng tôi cần những nguyên vật liệu gì, trả lời cái câu hỏi đấy. Sau đó thì chúng tôi cung cấp cái giải pháp về MES, nó gọi là giải pháp về quản lý điều hành sản xuất. Thì chúng tôi có một cái partner lớn là Samsung SDS, và hiện nay chúng tôi cũng đang là có một cái ký kết partner với Siemens cho để triển khai cái MES cho các khách hàng của mình. Giải pháp tiếp theo là giải pháp về PLM. PLM thì nó giải pháp này nó hơi xa vời một chút với cả phần lớn các doanh nghiệp sản xuất. Nhưng tóm lại là các doanh nghiệp nào ấy mà có sản xuất mà có cái công đoạn về thiết kế nhiều ấy thì sẽ quan tâm nhiều đến PLM. Thì anh chị cứ hiểu là một PLM này nó giống như là một cái hệ thống quản lý tri thức nhưng mà áp dụng cho thiết kế sản phẩm và liên kết toàn bộ cái quá trình từ lúc thiết kế cho đến lúc mà sản xuất ra cái sản phẩm đấy, cho đến lúc mà bảo trì vận hành cái sản phẩm đấy về sau. Bên cạnh đấy thì là các giải pháp liên quan đến chúng tôi cung cấp các giải pháp liên quan đến theo dõi những cái chỉ số và đưa ra những cái báo cáo phân tích và dự báo, đấy là giải pháp về BI. Chúng tôi có các giải pháp về quản lý những cái facility ở trong nhà máy. Chúng tôi có các giải pháp về AI camera. Thì cái AI camera thì nghe nó có vẻ là hơi cao xa nhưng mà thực ra thì nó được ứng dụng rất là hiệu quả. Đơn giản là cái việc mà chấm công và kiểm soát vào ra của công nhân. Khi mà chúng ta có hàng nghìn công nhân và người ta phải thường xuyên đi vào đi ra, cái việc mà bắt người ta xếp hàng để mà dơ một cái thẻ để đi ra đi vào thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian và khiến cho là cái tâm lý của công nhân nó cũng không được thoải mái. Chúng tôi có các partner là Samsung, SAP và Siemens là các partner về solution khi mà chúng tôi đi tư vấn và xây dựng các giải pháp cho doanh nghiệp. Một số cái giải pháp khác mà nó cũng rất là hiệu quả cho sản xuất, đấy là giải pháp về quản lý về nhân sự, chấm công, tiền lương cho công nhân. Và có hai cái giải pháp mà tôi cũng muốn dừng lại một chút là nó mang lại cái hiệu quả hiện tại rất là rõ ràng, đấy là giải pháp về hợp đồng điện tử và hóa đơn điện tử. Hợp đồng điện tử thì với các nhà sản xuất thì chúng ta sẽ thấy rằng là thông thường là các nhà sản xuất thì sẽ có các hợp đồng B2B rất là nhiều với cả các nhà cung cấp của họ cũng như là các khách hàng, các nhà phân phối của họ,
Và cái giải pháp về hợp đồng điện tử thì hiện nay thì đã đi vào cuộc sống và hứa hẹn trở nên là thành một cái trào lưu rất là phát triển ở trong những năm tới. Tôi sẽ không giải thích lại ERP là gì cũng như là MES là gì nữa. Tôi xin phép bỏ qua những cái slide này. Đây là một số cái khách hàng mà đang sử dụng những giải pháp của chúng tôi. Ở đây là tôi đại diện không chỉ cho CMC mà đại diện cho cả các đối tác lớn của chúng tôi như là Siemens, như là Samsung SDS chẳng hạn. Thế thì cái giải pháp về Smart Factory thì hiện nay đang được cái công ty mình gọi là công ty có quy mô lớn hàng đầu thế giới về sản xuất là Samsung. Samsung đang sử dụng những cái giải pháp mà chúng tôi đang triển khai, đang tư vấn và đang triển khai cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Bên cạnh đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những khách hàng khác cũng đã triển khai những cái giải pháp về Smart Factory. Ở Việt Nam ấy thì ở cái hàng dưới cùng ấy thì có thể các anh chị có thể nhìn thấy một loạt các doanh nghiệp đã triển khai cái giải pháp về Smart Factory. Đây chủ yếu là những cái công ty mà nằm trong cái hệ sinh thái về cung cấp những cái giải pháp là những supplier cho Samsung Electronics, và họ đã sẵn sàng triển khai những cái giải pháp này để mà keep up, để mà có thể duy trì được cái nhịp độ sản xuất cũng như là chất lượng cung ứng những cái vật tư cho Samsung. Và có một khách hàng nữa thì do một thiếu sót chúng tôi chưa kịp đưa vào là chúng tôi tự hào là nhà cung cấp cho Piaggio, nhà sản xuất xe máy và đang sử dụng cái giải pháp cái Smart Factory của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.